Hàn cũng phát lần em, Hàn sang sang lần ý, sẽ đục bốn du thề đầy an, và làm du từ gian đầy mê. Giờ đây đồng thời chủ động tiếp thu nét văn hóa của dân tộc khác để làm giàu cho văn hóa của dân tộc mình. Trên sân khấu lúc này đang tái hiện trích đoạn hát giải hạn trong nghi lễ lẩu then của người Tày do các nghệ nhân huyện Bình Liêu biểu diễn. Lòng lan nên châu nghĩ mà